Thế thế đợt trước mày có biết là xe bị đâm không? Đợt trước có biết là xe bị đâm không? Chắc mày chả biết rồi, ai mày đâm đấy? Chắc mày biết rồi chứ sao mày không biết được. Kính này thay 2020 hay là 2010? Nhưng mà kính mới này chắc là 2020. Kính này mày vừa mới thay năm kia. Hello, xin chào các bác. Rất xin lỗi các bác là em vừa ăn cơm xong. Hôm nay mời các bác đi cùng em một chuyến đi đến Bá Thước, Thanh Hóa để xem con như thế này, như màu đỏ. Thấy bảo lốp theo xe vẫn còn, không biết là có ngon hay không. Này các bác nhá. Đây. Hôm nay em sẽ đi con màu xanh này để mua con màu đỏ, xem hai cái màu này nó khác nhau. Nó khác nhau như thế thì em có mua được cái xe ở trong Thanh Hóa không các bác nhá. Đấy, con xe đẹp như thế này, đưa con vợ đi đưa hỏi chồng cho nó mà có được hay không. Đấy, không biết là có được hay không. Mãi Bá Thước, Thanh Hóa, đi đường Hòa Bình với Thứ Sang các bác ạ. Ok, giờ bọn em đi đã. Chuẩn bị lên cầu vượt đán các bác ạ. Đấy, ở cái ngã tư Hoàng Gia vừa rồi là có phạt nguội các bác nhá. Kìa, ở Thái Nguyên có tòa chung cư Tico Paris Đán nhỉ. Thấy các xe gọi đấy là Paris Đán. Đổ lên cao tốc đổ xăng. Lại là Hải Đăng. Suốt ngày Hải Đăng luôn. Đổ có bao nhiêu nhỉ? Đi cả về 400, đổ lên 8 lít đi. Cho anh 800. 95. Xong bây giờ bao nhiêu rồi chứ? 22.540 vẫn như hôm qua. Giảm. 22.000 giảm 1.000. 22.580. Đổ 800.000. Bỏ ngay đây cũng tía vừa lắm. Tí nữa phải mở ra mới được, phần nào đóng vào rồi. Chưa bỏ đóng vật. Vào rồi, anh nổi nữa rồi. Tí nữa mở cả hai ra cho nó thoát đi. Mà thì ăn rồi. Sao cái bơm này kêu to thế nhỉ? Vừa mới được uống rồi. Bây giờ chỉ một cách là để em gọi anh, bảo anh Cường tí xem là có cách nào. Có thằng Khánh ngày mai nó ấy không anh nhỉ? Gọi nó mới biết được. Gọi cho nó không, nhờ nó đi ship xe. Vì cái anh muốn mua con Mazda 3. Sáng em bảo đấy, nhưng mà bây giờ không có người đi ship. Bảo anh lên xem xe đi, cần thiết thì có người không đánh. Không thì anh cứ lên xem xe xong em cho người em đánh đi. Anh ấy không cần xem nữa, 30 triệu không xem nữa. Ở đâu anh, ở đâu? Anh ở Phú Thọ, Việt Trì Phú Thọ. Ây dạ. Con Mazda gì nhỉ, 2013 à? Mazda 3S 2013 đấy, okay. Con màu ấy. Được, em thu xếp được. Được rồi, thế để tí này em thu xếp cho. Thu xếp người ship sang cho anh. Em thì đang không đi được. Em đi được thì em đã bảo bác đi rồi, vì là ban nãy em lại đi Thanh Hóa để mua xe. Sáng thì 30 giờ bác mới gọi em đang đi tận Hà Nội đây. Vâng. Bây giờ em gửi số tài khoản đấy. Vâng. Em gửi số tài khoản có hiệu lực cho anh được 30 phút nhá. 30 phút. Không phải rắn mà biết đâu lại có người chuyển đấy. Vâng. Đang đi đến Chương Mỹ, Hà Nội các bác ạ. Nhưng mà chị Google Map chỉ cái đường chán quá. Hình như có mỗi đường này là nhanh nhất, chả con đường nào nhanh hơn nữa. Trục Sơn, nếu không chả có nhẽ lại bắn xuống Thanh Hóa xong lại bắn lên. Bắn Ninh Bình xong bắn lên, xa quá. Đường này thì gần hơn rất nhiều nhưng mà đường sẽ hẹp hơn. Rước kiệu này là hình như là không kiểm soát được kiệu hay sao này. Nhưng mà lại rước ở trong nghĩa trang liệt sĩ ra. À, trong nghĩa trang này đúng không? Sao mà toàn thanh niên này nhỉ? Trường tiểu học Hữu Văn ở đó. À. Xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ. Toàn giới trẻ nhỉ, không có người lớn mấy, người đứng tuổi mấy.
toàn đội này chắc tầm sinh 2k mấy. Có một sinh một số biệt. người già nó đi trước. Dược kiệu. Đi nhanh thế, dược kiệu đi nhanh thế. Trời ơi, tắc này thì đến bao giờ? Mình đi nhanh hơn một tí là có thể thoát được đấy, nhưng mà lại không nhanh hơn. Kệ, thôi xem hội tí. Đang di chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh nhỉ các bạn ạ. Đây, bên này là núi đá, giống như kiểu là Ninh Bình. Nhưng mà đường đây là kiểu gì nó ít xe đi mà sao nó vẫn cảm thấy nó bụi bặm kiểu gì. Cây cối này, toàn bụi là bụi. Thế mình lạ. Đường mòn Hồ Chí Minh đây. Còn 90 cây nữa các bạn. Để một cánh đồng, con núi này. Đây, Cúc Phương còn 49 cây này. Có nghĩa là 50 cây nữa mới đến rừng gọi là rừng gì nhỉ, rừng quốc gia. Rừng quốc gia Cúc Phương. Cúc Phương. Rừng có cây trò chỉ to nhất Việt Nam. Anh chưa đi Cúc Phương này. Cúc Phương chưa đi bao giờ. Cúc Phương là thuộc Ninh Bình. Đấy, ở chỉ có đường mà đường Hồ Chí Minh mới có cái lan can kiểu này. Lan can nó bằng cái này chăn trâu chăn bò này. Bằng dây cáp. Lan can bằng dây cáp. Chăn xe. Đất Thanh Hóa thì cũng đồng nghĩa với là vừa bắt đầu chớm vào rừng Cúc Phương. Đấy. Ở đây không có cái cầu nào là cầu Cẩm Phong mà chỉ có cầu Cẩm Thủy xã Cẩm Phong. Đấy. Đi là cái này. 17 cây nữa. 17 cây nó chuẩn. Đấy. Thì không. Đấy là cầu Cẩm Thủy. Thì xin nhờ đón thằng em chú xe. Đây các bác ơi. Chớm rừng Cúc Phương cả. Đấy. Chớm vào rừng một cái là thấy gần như là nhà nước bảo tồn, một cái là nhìn đúng là rừng luôn. Chứ không phải là đồi nữa. Kìa, bên này là rừng Cúc Phương đang được bảo tồn kìa. Tôi đi sâu vào trong kia nhiều cây to kìa. Cao to ghê đấy. Nhưng mà khu du lịch nó ở đâu thì mình đang không biết đâu nhỉ. Du lịch Cúc Phương á? Ừ. Nó ở bên đằng Ninh Bình, đằng dưới kia các bạn. Cách đây mấy chục cây. Yên Cát còn 95 cây, rồi gần 100 cây mới xuống đến Yên Cát. Ôi, nhà sàn này. Nhà sàn này là nhà sàn bằng bê tông. Cột bê tông luôn này. Rồi, đến đây phải đợi thằng em ở đây đã xong rồi mới đi lên nhà nó, đâu chắc khoảng 20 cây nữa, hay 15 cây gì đấy. Khoảng đấy em đã không nhớ, nhưng mà phải đợi anh em là ở đây đã, vì bạn đấy là bạn ấy lái xe tải. Sau đó là bạn ấy mới đi về đây. Đấy, giờ đang phải đợi ở đây đã. Bây giờ là 6 giờ. Chú nó hốt lại chim hốt. Xuống đây là nhà hàng Thành Yến số 1. Đấy. Để chén, oánh chén cái đã các bạn. Ơ kệ, cứ để tiền đấy. Ôi giời, để cháu mở cửa đây nhá, cho chú mở lên này, gạt này. Đấy. Rồi. Đấy, hai cửa nhiều khi nó thế. Cho chú sang làm xem bóng không. Rồi, sang bên đấy làm xem bóng giao lưu. Đây các bạn này, con xe này đẹp không? Mang con lõn chuối này đi. 97 là chú đi xe máy. Mang con lõn chuối này đi để... À, tắt đèn lăng tét đi em. Rồi. Có combo à? Rồi, cái này lại tặng rồi. Chim, gà đồi, cái gì đây? Đây, ngồi sang ngồi. Thôi, để gọi đồ ăn đã. Đấy, chắc toàn rồi đấy. Vâng. 710.000. Đây. À, từ đây lên trên đấy còn bao nhiêu nhỉ? Còn đâu đó là 27 km, đi mất 46 phút. Wow. Định đợi anh bạn đấy ở đây, nhưng mà thằng em anh xin đấy bảo là sinh năm 96, mua xe được 4 năm rồi, ác thật. Đấy, mình mãi ba mấy tuổi, 36 và 7 tuổi mới mua được cái xe đây. À, từ đây phải đi ngược lại nhá, do lúc đầu là phải đi qua đây là đợi, nhưng mà phải đi ngược lại. Đấy, đi ngược lại. Rồi, khởi hành tiếp à? Khả năng là xem xe tối à? Chắc chắn xem xe tối. 20 cây nhưng nữa. Nhưng có bụng em mình kìa. Ý, hóp lại, chân đến đi. Để anh chạy nào. Hello các bác, bây giờ là 8 giờ kém 10. Và bây giờ em vẫn còn chưa tới nơi. Đây, ở đây. Ở đây gọi là làng mu, noi xá gì đấy. Đường như thế này thôi.
Đường thì không phải đất. 8 giờ hơn nơi rồi, đi phát từ 8 giờ hơn nơi rồi. Cái cổng trường tiểu học Lương Trung này rồi. Con đang lên ra đến trường tiểu học. À đi ra một đoạn nữa thôi, anh chạy nhanh nữa nhở. Cứ đi. Anh đi ra khoảng tầm 700 mét nữa rồi tới karaoke. Đi. Là anh thấy cái cây xăng anh đi từ từ lại cho em ấy. Cứ đi tiếp vào gì? Có cái cây xăng bên tay phải em mà thằng em mới sang đường rồi. Đi nhanh thế. Anh còn đang chậm lắm rồi em ạ. Thế là nó lại đuổi đằng sau. Rồi cứ đi ra đi, đi ra nữa đi. Đấy, cái máy cái nhà đấy có nhiều gái lắm á. Nhiều gái. Thế á? Động chứa đấy. Ồ thế à? Ở đây có cái gì mà sao lại có động chứa? Thôi, trừ karaoke ngay cái đoạn bông cua này không thấy à? Tí về đi, còn đi hát hò còn gì nữa. Rồi đi ra nó đi anh ra thấy cái sân bóng mà bên tay phải á. À. Sao ở đây này có động chứa ở trong quê này em? Ôi trời ơi anh. Chịu rồi. À đây cái thằng nào nó nháy à? Không phải. Mấy mấy quen của em ấy. Mấy cái thằng thanh niên nó nháy ác thế nhỉ? Nó đi ghê thật đấy. Rồi đúng rồi, có cái sân bóng đấy rồi. Đây sân bóng đây. Đây khoảng tầm 200 mét nữa. Anh quay về trước đi, có thằng em dùng ngắm á. Cái đèn nhà sân sáng á. À, đây đó, gì? Đó, trước mặt đó. Đây gì? Đây à? Đó, con xe một đi đó. Đó, đây gì? Thằng em tên gì? Đây, nó đây. Đây, em. Đúng rồi. Đi ra okay, em đi vào trước đi. Đi về đi nhá, cứ từ từ nhá. Phóng vừa. Rơi bánh rồi đấy. Đi ghê cam lùi cam lè rồi đi à đi luôn trong là trong có chỗ tránh trong kia là có cái xe công ở đây đường đấy chỉ có một cái chỗ này thôi đây rất đâu nhiều hết. cây luồng cây tre gì bán đây có cái chạn. Đèn mình sáng quá. Mình là đi từ lúc mấy giờ nhỉ? 12 giờ. Một giờ. Đúng rồi, lúc đấy cả ăn cơm. Rẽ phải xong. À? Rẽ trái. Ui, thoải mái mà không chịu gầm đâu. Ui dồi, cái đoạn đường này đá lòn nhọn này. 12 giờ, bây giờ là 8 giờ chứ mấy? Nhỉ? Chưa 7 giờ 5 năm. 5 phút nữa, 8 giờ. Ây à. Cái đường này thì bạn bảo là 1 năm đi 2 lần là cũng đúng thôi. Ngại đi. Nó bảo là mua về đi. Để đấy lốp theo xe vẫn còn, ngại đi. Mua đi ăn cưới. Bên trái là ruộng. Cái này mà say rượu mà phi xuống là mát mẻ lắm đấy. Phản ra luôn đấy. Bơi trong lúa luôn. Ồ vẫn chưa tới à? À kìa. Kìa. Ồ, rất nhiều cái cây này. Rất nhiều cây tre. Cây luồng, cây tre gì đấy. Cái này là cái luồng. Ừ. Hay nhỉ. Rồi đi, vào đi. Cái này là luồng chứ không phải tre. Luồng nó thẳng cái này. Quỳnh nhìn cháu không có loại này. Ui giời. Đấy, còn màu đỏ. Ui, đẹp màu xanh mua con màu đỏ. Trên là kết. Mang con xanh đi mua con đỏ. Đổi luôn không? Đổi màu không? Đổi luôn. Con này mua lâu chưa mà sao lại để nó bụi bặm này á? Ít đi à? Bút trong này thôi anh. À. Từ Tết à. Từ Tết luôn đấy. Có ai đây là đi làm suốt mà à. Ôi giời ơi, đúng là cùng các phận xe nhỉ. Thế vào uống nước. Ok làm lên nước đã. Vâng ạ, tới đâu cô? Tao uống nước đã. À chú ạ. Em mới đi làm vẫn chưa về đến đây. Ôi sập này, cái sập này rộng nhỉ.
Bằng gỗ gì đấy chú? Cây đa. Bằng cây đa. Gỗ cây đa. Đa ngàn tuổi. À, ngàn tuổi luôn á? Ừ. Ồ. Tại lâu rồi con cửa nó phá. À. Cái này là mấy tấm ghép vào nhau ấy nhỉ? Vâng, ghép lại. Ừ. Sân ngồi này map. Thoảng mới đi thôi đúng không? Thế nó hết bình nào nào? Dạ. Thế nó hết bình nào nào? Không có hồng bình. Không hồng bình luôn. Không hồng bình. À. Thế là mua từ năm được mấy năm, 3-4 năm rồi cô? Năm nay là năm thứ tư hay thứ ba ấy nhỉ? Nếu mà mua 2018 thì nó sang năm thứ 5 rồi cô ạ. Không. 19 chứ. 19 à? 19 mua lại. Đó thì cũng năm thứ tư rồi. Bước thằng năm. Vâng. Nhưng mà cứ mua về là không làm gì hết. Không đi đâu hết. Không phải suốt ngày đi công việc, đi lái xe ở ngoài thì cũng chả đi đâu. Làm nhà. Nhà có mình nó biết lái thôi, có ai biết lái mà đi. Nó không có món đi, có biết ai biết đi mua. Cái khổ có xe rồi. Cái thằng em là nó ở đây mà nó mua xe có 2 cửa thì nên cửa gì? Thanh niên em ạ, 96 nó phải thanh niên tí chứ. Dán kia là về mới dán đấy à? Hay là dán từ lúc về mới dán à? À đấy ạ. Đấy, thanh niên nó phải dán cái đấy. Đăng kiểm không phải lột. Đăng kiểm hết gần năm, hơn năm rồi. Không, ý à, em bảo là đăng kiểm không, nó không bắt lột ra ấy. À, không, lột ra nó không bắt. Nhưng mà hơn năm rồi có đăng kiểm đâu. Có đi đâu mà đang đi quanh đây, đi làm thuê, toàn đi làm thuê thôi. Xe thì ở nhà, bảo bán không muốn bán, cứ để mà đi chơi. Để em mới lùi ra tí xem cho nó sáng. Ừ, em lùi ra. Em xem nó quay về đây là vừa. Thắng à? Cái khu đấy, tên Thắng à? Thắng. Ê, chú ơi, đây là súng gì hả chú? Súng cồn đấy. Súng bắn tên. Bắn tên đây. Đây, kéo cái dây. Ừ. Cái dây cao su kìa, cho đây, vào đây. Bắn tên bắn cá hả chú? Bắn quẩy, bắn tuột. Vâng. Nó kéo cái dây chun này nó căng nó vào đây này. Ừ. Đây cái mũi tên này. Ô mũi tên nó vẫn nằm ấy đây. Thì cái này nó có đi đâu. Đây anh bóp cái này. Thì chú tự đẩy mũi tên này. Cho cái dây mắc cái dây này. Các dây nó mới kéo được. Mắc dây nó mắc vào đây. Đẩy tên đi, phạch phát đẩy đi. Đây là nó được trước ở trong như thanh anh nghịch mãi rồi. Nỏ này là nó làm bằng cái cây ấy này, cái cây lá gai. Nó nỏ nó kéo đây này. Cái dây này phải làm một cây lá gai này. Ừ. Khi mà mình ngâm vào nước nó sẽ căng ra. Ừ. Tự căng ra. Kể cả cái này nó không phải có loại cây gỗ riêng mà. Ở cái này quê này, cái này là sừng, sừng một loại gỗ riêng. Sừng mới đầu thật luôn này. Cái này sừng trâu. Nỏ là bắn được 3 tên á? À đúng rồi đây này. Đây này, đây ba rãnh này. Ba rãnh chạy 3 tên này. Đây nỏ từ này là được 1 tên thôi. Nỏ này được 3 tên này. Đây giống như nỏ của thần Kim Quy đấy nhỉ. Cái nỏ 3 tên này thì mình chưa được cầm. Nhưng mà cái nỏ ấy này cầm rồi. Cái nỏ 1 tên này cầm rồi. Đấy. Nhưng mà bây giờ làm gì còn thú để mà bắn hả chú? Có bên lái không đây? Có ít. À đấy ạ. Cái này mai con ạ. Chú tử lên nó nặng không? Không kéo được. Làm thế nào? Làm nào để kéo được? Ê, không lên được, không lên được. Ai cho vào đây, chân ai phải thế, đúng bài. Đấy. Đấy xong bóp thôi. Ui rồi. Phạt này là phi thôi rồi. Ra đây gì à? Con này thấy kính lái lại số 0. Thì nó 2/10. Kính còn lại 2/9. Ờ anh xem này. Kính còn lại 2/9, xe thì 2/9. Ai giời, xem cái lốp này nè. Lốp này mới thay đấy. Ơ sao vậy? Lốp sau này mới thay đâu? Vâng, lốp ấy mới thay thôi. Lốp trước. Lốp này 2018. Tuần mới 16/2018. Xe cái thằng này ở đây nó mua cái xe này đúng không? Không hiểu lên kiểu gì luôn. Lốp. Ô, cái đét lốp này đâu rồi? Không nhìn thấy đâu luôn đấy.
Nếu nó cùng kia thì thay từ 2018. Chắc nằm trong rồi. Đây, lốp trước này mới thay này. Bao nhiêu? 12 vạn rưỡi. À. Cũng không nhìn thì có đế lốp ở đây luôn, nhưng mà lốp này trước lốp mới thay, ta lông vẫn còn nguyên này. Đấy. Hả? Đấy mất cái lẫy kéo. Kéo gì? Kéo cà bồ. Thế chắc phải dùng kìm. chú Quang trong nhà chú kéo thử văn. Thay logo đèn bi cần mượn cái kìm ấy kéo được mà kéo đi em kéo đi đúng lúc học hỏng điện hết hôm nay không sao còn cái trước nào đây này đây mà trên này. Căng lắm. Xe gần như để không. Bụi bặm quá. À. Quả ghế này chỗ này hơi rách rồi. Độ nắn ra chỗ này. Chia tô bọc ra vừa nãy trong nó màu đỏ như này hay là màu da nó thế gì cái gì á đây cạp ninh màu đỏ thế luôn đúng đây ninh màu đỏ nó thế chứ chỉ nhắc cái miếng này không phải thay kính chặt lắm. Cái này không phải bẩn mà là cái gì nào thì nhấc ra xem nào. Ôi trời. Đúng rồi. Được rồi. Kéo ra đi. Thay kính nhá. Bật mạnh lên. Lấy cái gì trắng. Một tay đang không ấn được vào các bạn ạ. Thôi để tí nữa. Em thay đây rồi. Tí đấn. Hai sáu hai lăm công nhận nào à không biết thường hòa tiếng ngọc cái gì nè gì tiếc quá tiếc quá nó bỏ không này hết à chịu à buồn cái bộ tháo chưa? Ừ. Chỉ đây. Chỉ đây. Hết rồi. Nút động lòng hết luôn. Theo xẻ nó luôn đấy. Ô, chuột nó vào đây nó ăn cào hết cả cái mắc này rồi. Không biết là nó cắn cái gì không. À. Chắc là cái này, chắc cái này để nuôi chuột rồi. Con xe này để nuôi chuột mất rồi. Sao lại toang à?
toàn mẹ mà. Xe không đi, sao dầu đi ra đây lắm nhỉ? Đây, đây. Toàn trong xương. Đâu? Chắc là chỉ à? Chú cho cháu mượn cái đèn nữa. Chắc không đi lại gì dầu lắm đâu. Dầu gì nó tỏi lên buji này. Cái này thổi từ trong buji lên đầu. Đây là nấm cả ra trong cái máy này. Nên ra hết cả mặt con này. Đây con này bị phát ở đây. Cả dưới ướt này. Dưới ướt nhé. Đúng bị phát ở đây. Dưới đấy phần máy ướt nhé. Bên này thì không sao. Bên này không sao. Bên này bị phát đây. Đèn độ đi các thứ cũng ác ghê. Đây. Đây, cái sắt này còn rách rách ra này, chỗ đúng đèn soi à. Cái sách dày, cái sắt này mà dày mà nứt ra như này là toang cái này không lấy đâu. Không nhẹ đâu đây này. Nhìn nào, đây. Em nhìn chỗ này. Đấy. Đấy. Toang nặng mà mới ấy. Toang đấy thì mới thay kính lái. Chỉ thay kính lái, nó bục lên kính. Con này hình như chắc phải nửa năm rồi không rửa. Đi về là để nguyên chứ không thèm rửa hay sao ấy. Ghế đằng sau mốc bẩn hết này. Trần bọc. Trần này cũng bị mọt. Phần chống. Hả? Phần chống cửa bị mọt. Mọt rồi. Đáy. Cái đáy này cũng bị mọt. Đây. Đáy này cũng mọt này. Của bô này. Con này về mà làm thì hơi tốn. Máy có zin không biết? Máy thì dầu chứ nhất này. Máy dầu thì có thể nó ẩm dầu chứ. Nhưng mà nó ẩm gì mà nó chảy ra xuống dưới này. Nắp ấy dầu. Để ra dưới này. Mặt máy thì... Mặt bích nhỉ? Ra. Mặt máy ra dầu này. Ra dầu mặt bích nhỉ? Ra một máy còn... Rất dưới nó chảy như nó chảy cái gì? Nó ra dầu với mặt bích. Ôi, máy ra hết rồi. Con này chắc máy ra hết rồi. Đây. Máy ra hết rồi. Chứ cái đây nhìn cái ốc ở đây. Cái ốc nhìn, cái ốc này cái ra. Cái đấy là nắp dàn cò thì ra rồi, nhưng cái ốc đây này, nhìn cái ốc cổ hút này. Đấy, ốc cổ hút này. Ốc ra rồi đấy. Thấy chưa? Đấy, những ốc này thì dính hết cả cái ốc sâu dưới kia. Kìa mặt bích cái keo lòi rồi này. Ra hết máy rồi. Con này máy làm rồi nó làm còn đây gì? Đây này, nhìn con ốc này thế này đây, đấy thấy không, làm không ra gì. Úi trời ta, đây dán hay là sơn nhỉ anh Cường nhỉ, nhìn giống sơn. Dán chú soi cháu này, cháu lắp cái dòng này vào cho nó đấy. Đây cầm cả cái máy quay cho. Đóng này xuống đã. Làm ăn giỏi thế. Wow. Độ hơi nhiều. Rồi.
Con đi xin. Về đang về đâu rồi? Ôi giời, chưa thế chưa về, tao tưởng mày về dọc đường rồi. Đây thì em đang về đây. Bao nhiêu cây nữa đến? Không nghĩ anh cứ nói đi, nếu mà ấy thì em lại nằm ở lại chứ còn gì đây, mai em có hàng thôi. Thôi nằm ở lại thôi. Đỡ phải về, đỡ mệt. Thế mình tao chờ mình suốt cả tiếng chả thấy về gì cả. Mình bảo chờ suốt cả tiếng không thấy em về. Thế đợt trước mày có biết là xe bị đâm không? Đợt trước có biết là xe bị đâm không? Em không. Chắc mày chả biết rồi ai mày đâm đấy. Chắc mày biết rồi chứ sao mày không biết được. Kính này thay 2020 hay là 2010? Nhưng mà kính mới này chắc là 2020. Kính này mày vừa mới thay năm kia. Bảo kính vừa mới thay năm kia, kính lái. Thế thì thay từ 2010. Thế thì kính xe của em thay từ năm 2010. Hoặc là nó sẽ thay vào năm 2020. Thằng này văn hay đấy. Mày không mùng bột đâu. Không, em là chơi xe tải thôi anh. Em là chơi xe tải, xe tải em biết bọc xe thôi. Vì là em mua bán xe tải thôi. Em mua bán xe tải mà anh không phải lấy đâu. Mua cái con đây nó cũng tuổi già bằng một lấy. Cho nó sơn lại. Thêm một nguyên nhưng mà sơn lại. Con này thì anh bán được giá thấp nhất cho anh là bao tiền? Thì anh cứ bán kiểu mà em đưa ra đó. Thôi thôi, em đưa ra thế đó. Anh xe rồi, em bảo là xe trong tôi được rồi. Thế anh con này chắc anh giả được cho em khoảng 240 thôi. Anh xem kỹ lắm rồi. Xe của em thì máy bổ rồi. Bị đâm đầu. Thế thì bán đi. 240. 240 cũng không, anh này anh không mua đâu. 280 anh mua xe đẹp, anh mua đấy, xe mày đâm rồi, tính thì máy thì làm. Kính thì thay. Không lấy được. Không lấy được. Bỏ em ạ, thôi. Hai trăm rưỡi không vào được, máy bổ rồi về bán làm được. Máy bổ bô mọt nha, kính thay nha, làm lại hơi nhiều đầu đâm nha. Thằng này có hiếu, có hiếu. Có hiếu. Vâng. Từ Thái Nguyên đi vào đây chợ Bích Chi Hải Dương. Vâng. Con xe này đó. À. Chợ Bích Chi Hải Dương. À, lại mua Hải Dương à? Có nghĩa chữ quan nó nên theo nên phải nên các thứ là gia đình là đi gia đi đấy mà. À, cứ mua Hải Dương đúng không? Chợ Bích Chi Hải Dương. À. Dạ.
cha chủ mới quan quan như là cứ thấy ngon ngon đấy. Hồi đấy là chú em mới mua nhiều tiền hơn chú. Mới là lấy bốn hết bốn 484 triệu. Đó, một cái tiền bạc người ta chưa tính. Về đánh cho nó hai gậy cho cháu. 480. Nghe ra ở đây. Nghe ra là 485 nhưng mà. Nghe ra ở đây. Tiền rồi cái chủ xe đấy trả lại cho 1 triệu bảo là. Mừng ông bà cho may mắn là đưa lại 1 triệu là nên 484 triệu. Ừ. Thế nghe ra là 400-500 triệu là nó xây cho ông bà một cái nhà khang trang nhiều lắm. To đẹp gấp đôi. Ừ. Về ông cứ đánh cho nó 1 roi 2 roi vào. Cái quan hắn lấy là lấy mà đi chơi đi bơi. Nhưng mà trừ lấy được vợ rồi là không muốn xe nữa chắc ạ. À. À. Hóa ra nó mang về nó lấy mối vợ xong cái là một xe về để đi tán gái để lấy vợ thôi. Dạ. Cho sáng nay cho đi từ 12 giờ trưa bây giờ mới vào nơi. Bảo đi từ 12 giờ ấy chú ạ. Bảo nó chụp ảnh rồi các thứ cho nhưng mà nó bỏ nhưng mà... không có nhà vợ em không biết chụp. Vợ làm chắc không vợ không biết thật hay là như nào. Cháu ăn rồi, cháu vừa ăn ngoài kia mới vào đây. Thằng này đáng roi. Có quá ba nhiêu nhà non có đồ tiền mà lấy cái con xe đúng cả cái thôn xã này có mình nhà có xe nhưng mà dùng à. Lấy con xe này à vâng gia đình tóm lại như ngày xưa đấy mà bằng lấy tiền chú xây được cái nhà. Thôi đi vào lấy chỗ quay đầu ra không được giúp con kia cái lùi đít cái là được mà. Ừ. Thôi cháu xin phép. Bà chú cái nhá. Ba cái chú này không ở chơi đâu. Làm cơ bản. Cháu chào cô nhá. Vâng, cháu về đây. Chào em nhá. Đánh vào chỗ cho. Ôi giời. Xem nào có chỗ để mà đi không đây. Xem nào. À đây, chỗ này vẫn rộng. Ok, đi được. Rồi, để em quay xe cái đã nhá. Ôi giời ơi, em lại đi về các bác ạ. Anh hỏi thật mình nhá. Mình có vào Thanh Hóa nữa không? Vào, cũng vào. Vẫn đi được đúng không? Vào giao xe được đúng không? Nói thật ra thì cái anh em này nó mua thì từ năm 2018. Thế thành ra là khả năng là cũng không biết thật. Bởi vì những cái chỗ xem như thế là chỉ thợ mới biết thôi. Thế nhưng mà thực sự là xe không giữ. Đấy. Mà từ cái thời đấy là máy cũng đã làm rồi, trần thì bọc. Nói chung là chứ không kiểm tra kỹ, không biết ngập nước hay không thì không rõ thôi. Như cái thời này mà chạy gần đấy, xong bây giờ lại máy lại phải làm nữa thì nó cũng hơi có vấn đề. Nhưng mà thôi, không mua được thì thôi, cũng chả xem kỹ. Đấy. Và bọn em di chuyển suốt từ lúc 12 giờ trưa cho đến 8 giờ tối mới lại di chuyển đến đây. Không hề đơn giản một tí nào, rất là xa, vất vả. Và bây giờ thì bọn em sẽ ra khu vực đâu đó Nho Quan Ninh Bình nghỉ ở đấy. Mai tiếp tục mời các bác cùng em đi một chuyến. Đó chính là đi cầu Bãi Cháy để mua con Hyundai i30 CV kép các bác nhá. Rồi, hành trình suốt ngày đêm. Ồ, đang vừa đi qua Nho Quan các bác. Bây giờ đã là 11 giờ kém 15. Đang nghỉ tạm ở cái khách sạn này. Đây là khách sạn gì thì không rõ. Quên ở ngoài. Trong này cháy có tên gì? Hotel VIP. Ok. Giá phòng thì khá là rẻ, 220 một phòng đôi, 180 phòng đơn. Hôm nay là buổi sáng ngày hôm sau. Đi đã. Hả? Quay vào phòng biết phòng nào. 208 và cái phòng ngay cầu thang lên đâm thẳng vào sao? 202 à? 204 mấy đấy? Đâm từ. Ừ. Ok. Hôm nay buổi sáng ngày hôm sau các bạn. Giờ khởi hành 200 cây số đi đến cầu Bãi Cháy. Cầu Bãi Cháy Quảng Ninh. À, ôi giời ơi. Khướt. Chú để cháu đấy. Nào đi thôi. Ôi trời. Anh hôm qua có để cái gì không? Chứng minh thư căn cước gì không? Không, em không để à? Không. Anh tưởng đấy của em.
Thôi khởi hành các bác nhá, lại 200 cây số chắc lại đến qua trưa mới đến nơi. Bây giờ 8 giờ còn đâu nữa. Di chuyển đến Phủ Lý, Hà Nam rồi các bạn. Đây là đường tránh Phủ Lý này. Chuẩn bị rẽ xuyên sang Hưng Yên. Xuyên sang Hưng Yên, sau đó là sang Hải Dương. Sau đó lên cao tốc Hải Phòng. Wow. Hay là đi xuyên lên cao tốc ấy này, cầu rẽ này. Ôi giời, bóng ngược lên xa lắm. Rồi gì phải đi thế, tắt ngang nào. Sang đến địa phận Hưng Yên rồi các bạn ạ. Sang Hưng Yên là thấy đồng bằng ngay, không thấy núi ở đâu cả. Hai bên là ruộng. Hưng Yên bây giờ, Hưng Yên Hải Dương giờ là mở ra rất nhiều những cái con đường, cái đường mới như này. Cây còn đang mới trồng còn bé xíu này, nhưng mà đường rất to và đẹp luôn. Chào các anh em Hưng Yên nhá. Đi nhờ qua cái là sang Hải Dương rồi sang Hải Phòng. Ôi, lên là cao tốc Hà Nội Hải Phòng, địa phận nút lên nút giao Hải Dương. Em mình vẫn còn đang live stream. Tí nữa chẳng rẽ vào cái trạm dừng nghỉ ăn. Lại ăn cái bánh mì đấy. Không không. Ăn cái bánh mì với cả đấy buổi trưa rồi mà 11 giờ trưa. Với cả cái gì nhỉ? Uống ly cà phê cho nó nói. Ok. Thế còn hình như còn trạm Hải Phòng nữa thôi, vừa qua trạm Hải Dương rồi. Ừ, còn trạm Hải Phòng. Rồi, em đi tiếp các anh nhé. Vừa ăn trưa xong ở cái trạm dừng nghỉ của Hải Phòng các bạn ạ. Nhưng mà em thì không quay, lúc đấy thì vào ăn cái đã cho nó vội. Và bây giờ đã là mấy giờ rồi đây? Cho nó vội luôn đấy. Ừ, cho nó nhanh. Bây giờ hơn 12 giờ rồi các bạn này. Đấy. Chú má đằng rồi. Sau rồi. Vào đây đổ xăng. Ok. Lại phải đổ rồi, vừa hôm qua đổ bao tiền nhỉ? 1 triệu á? 1 triệu 800. Đổ 800, hôm nay đổ 5 lít nữa đi. 500 nữa. Ừ. Đổi tiền quá đi. Thế lại đổi giá xe lên nó. Ăn uống xa đoạn thế này thì chết. Anh ơi, cho em 500. 95. Cầm cho em đấy ạ. Ok, cảm ơn. Vâng, thank you anh. Thì đây xem còn bao nhiêu cây nữa các bác nhé. Bố cái thằng nó sướng mình quá, nó cho đi cà phê nhiều thế. Nào, bắt đầu. Ôi, 50 cây nữa các bác này. 50 cây đi cao tốc nữa. Đấy. Rồi, khởi hành. Đang là cầu Bạch Đằng các bác ạ. Đang trên đường sang Hạ Long nhá. Đây. Ôi, nhìn từ trên cao nhìn xuống này. Thì kết quả các cái đến nó cầu Bạch Đằng. Anh ơi, em còn khoảng chục cây nữa. Đang chỗ Tuần Châu rồi. Thì em cứ đến thẳng vị chỗ vị trí anh gửi nhá. Dạ vâng ạ, ok. Vâng. Chuẩn bị đến cầu Bãi Cháy. Tí nữa đến cầu Bãi Cháy giờ. Ôi dồi ôi, chụp phường là chụp. Cầu Bãi Cháy. Đẹp nhất con cầu này. Ngày xưa mới nó đẹp, bây giờ thấy nó bình thường so với những cầu khác. Cầu Bãi Cháy này cũng nhập làm. Bên này có một đường cáp treo chỉ phục vụ mỗi lên cái vòng xoay thôi, vòng xoay mặt trời. Đúng, cáp treo này để người ta xem Vịnh Hạ Long mà. Đây Vịnh Hạ Long bên dưới các bạn. Vịnh Hạ Long ở bên dưới. Đây là cáp cầu Bãi Cháy. Cáp treo. Cáp treo này cứ tưởng là nó hai bên nó giữ thì có vẻ nó chắc hơn cái này không? Đây nó chỉ có một đường giữa, nó giữ hai bên nhỉ. Đúng không? Cái cầu này mà đi bộ nha là nó rung. Nếu đi bộ là sẽ cảm nhận được cái nó rung rinh luôn. Dưới vịnh. Sắp đến rồi các bạn. Ở cái góc bên kia là có mấy. Như này thì nó còn khoảng bao xa nhỉ? Đây. Đây, còn có 3 cây 3,5 km nữa. Có thể đã đóng cửa. Đó. 3,5 cây nữa các bác nhá. Có vòng xoáy rất to. Nhưng mà các bác ơi, các bác chủ thì bác ấy không muốn quay mặt đâu, cho nên là em sẽ không quay mặt bác chủ. Như xe thì em được quay thoải mái, xe và các thứ khác em quay thoải mái, nhưng mà bác chủ thì em lại không được quay. Rồi, ok. Đã mấy mùa tháng anh
Em đang ở chỗ cây xăng anh này. Ờ, mà tới cây xăng rồi à? Ờ, thì anh gửi cái vị trí của anh ở chỗ cây xăng này mà. Ờ, đâu ở đằng chỗ đậu anh em ở đây anh, và đằng nào xe anh để dưới chỗ đấy mà. À, thế anh để đây thì thế em đậu, kiếm chỗ em đậu đây nhá. Vâng, vâng. Đợi đây đã. Dí vào xe đít này đậu đây. Rồi, đợi khách đến. À, không phải, cái đấy là nội, bác Hà Nội khác. Nội tâm. Bác là người sống nội tâm. Thì nội đây. Trong quay tránh không này vào vào bác chủ. À kia rồi, em nhìn thấy con i30 xanh rồi. Thôi tạm thời tắt máy đây. Tự có màu đỏ. Ấm ấm mà. Con này là anh mua lại từ năm bao nhiêu? Anh mua tháng 5 năm 6 năm ngoái. Tháng 6 năm ngoái ạ. Ừ. Con này nó là màu đỏ thì ngon hơn. Cho em mượn đi chục pháo thôi. Bản đủ. Nào, cùng nhau khám phá nào. Quả ghế này là ghế nguyên bản đây. Nguyên hết mà. Vâng. Máy nguyên hết. Đây à, lại còn che hết cả này. Anh cẩn thận nhá. Cho thằng con nó mà chơi còn thấp phải chứ. Cái này là anh dán lại hay là dán, người ta dán từ đầu? Dán vào nó một trong một huy đấy. Anh dán à? Anh dán lại. Dán. À. Dán tất. Vâng. Cần số này. Ờ. 11 vạn. Bác chủ không cho quay mặt. Để này ra này vẫn còn ok này. À, vịt cỏ Vân Đình nữa. Này vẫn còn đẹp này. Mình anh mệnh 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 mộc à? Em mệnh mộc. Em màu xanh mà. Em mệnh mộc ấy. Này đời bao nhiêu anh thường nhỉ? Kính đít thay đấy. Kính đít này đang 14 rồi. Ơ sao anh không bảo em là kính đít thay? Đây. Còn dề đấy anh cứ bảo gì hết rồi quên hết là chết dở đấy nhá. Không nói chung là mất của bác từ lúc trước bạn. Ai ngờ. Anh làm nghề anh biết đấy. Nó làm nghề nhưng mà vẫn bảo, vẫn phải bảo zin chứ nị. Đóng cái zin làm sao? Kính này là nó đập cái ấy vào. Xem nó phải, xem nó phải bị đâm không nhá. Xem nó phải bị đâm hay là bị vỡ mỗi kính không. Ừ. Nó ra bọn này như vậy. Ok. Có vẻ vẫn còn đây. Được rồi. Ok. Máy zin. Máy zin đét không có ẩm dầu đây. Cabo. Cabo này bác tháo ra làm gì đấy? Xung quay tháo ở cabo. Sao lại? Sơn nắp cabo à? Nhìn cái gì luôn, chói quá đi. Cabo này sơn lại cả cabo, vẫn là cabo zin. Tháo cabo rồi. Ok, để xem quá này đã. Máy thì zin rồi. Ok. Máy này có vẻ cũng ngon. Cứ để đấy đã. Dương á. Sao?
gương này là ngày xưa là sợ trộm này. Sợ trộm bên kia cũng thế. Đấy cái mặt. Kính lái zin. Nhưng mà gương còn cơ quay được không? Quay thì được. Táo ở trong cái này cậy này. Cậy thì chả tránh. Thế đời này rồi. Đằng sau đít có vấn đề gì không? Đằng sau đít thì không, nhưng mút hai kính. Thế thì khả năng là kính bị vỡ thật. Vỡ nhưng không phải do đâm. Vỡ không phải do đâm. Ui trời, quả gầm. Gầm có phủ gầm luôn các bạn này. Lốp mới thay năm 2021. Michelin. Ok. Cầm sắm chứ. Không có bị đâm phát đầu đâu mà. Ok, đầu không bị đâm. Thấy một cái vết hoàng. Nhưng cái con cabo này. Con cabo này kiểu như là. Cabo này. Đây này. Bị hơi chạm rồi. Đây nó bị chạm này, nó cho vào đây nó ngoáy lỗ nó hơi méo này. Ừ. Để nó đẩy. Cabo này chạm đoạn này đây này, kể cả đây này. Ừ, kiểu nó đẩy. Tóm lại là chạm đằng đầu này. Đây này, chỉ nó vỡ này anh ạ. Chỉ này chỉ. Đây cái này bả. Đây. Ừ. Cabo này bả đoạn này. Nhưng mà sao không có vết rút nhỉ? Lạ lạ kiểu gì. Nó không có vết rút. Chỉ này chỉ chạy chứ. Đây anh sờ xem. Đâu nó vẫn mềm mà. Mềm như không phải đâu. Không phải. Đây. Không, chỉ của nó vẫn chỉ của nó đấy. Không phải chỉ chạy đâu. Đây. Chỉ của nó. Xem thì nó có tháo đấy nhưng mà đầu không bị đâm thì nó cũng không sao. À, đầu thanh rằng lên hết, tất cả mọi thứ nó còn zin hết. Kính của nó vẫn zin. Thì không sao. Nhưng mà đoạn này em nhìn thấy nó hơi vênh váo hơn. Nó sơn đi, kiểu nó phủ sơn. Đây này, nó sơn một lớp này, nó để nó dán nguyên nhãn này lại. Nó thêm một lớp sơn nữa thì nó thế. Đây nó phun lên một lớp sơn nữa, nó thế. Chứ không phải nó bả. Đây là nó phun lên một lớp sơn nữa. Sơn nắp cabo này. Nhìn cái màu đẹp nhỉ. Màu có người thích người không. Đây, gầm bể đây con này. Úi xời, quả gầm này không có gì để bàn. Thôi để gặp bác chủ xem qua cái giấy tờ cái đấy. Nắp vẫn còn, nắp dàn cò vẫn còn. Nói chung là con máy này thì chưa động chạm cái gì. Em soi kỹ cái đằng đầu đã. Máy chưa động chạm cái gì hết. À, kiểm tra trong xe tí nhá. Ngoài thì kiểm tra rồi. Đây có cái ô. Ô chắn nắng này, bác chủ rất là cẩn thận này. Đấy, trên này thì xe đã được trang bị màn hình Android rồi. Đấy. Đây, bộ màn hình Android đây. Giữa trưa nắng nó hơi lóa. Đấy. Bộ màn hình Android, bộ này bây giờ nó giá hơn 4 triệu đồng. Cửa sổ trời xem nào. À, cửa sổ trời. Ok. Hoạt động bình thường đúng không? Rồi, nâng lên nào. Ok. Đóng lại nào. Ok. Đấy. Trần nếu cái thứ thì cũng còn tạm so với đời, đã khá cũng còn khá là ok đấy. Đấy. Ghế này thì ghế nguyên bản theo xe thì nó nhăn nhăn như này đúng rồi này. Về thì nếu mà các bác nào có điều kiện thì có thể là thay một bộ mới, nó tầm khoảng 4 đến 5 triệu thì con xe sẽ đẹp keng luôn. Đấy. Bác chủ này bác cẩn thận nha, bác dán cả đây vào cho nó kiểu như là nó đỡ bị xấu này, vì chỗ này là chân cái thứ hay đạp vào này. Đây là cái lớp dán nhé. Đấy. Đây, đẹp hay không là các bác nhìn ở khu cái cần số này cũng thấy khá là đẹp rồi đúng không? Đấy, cần số đây.
vô lăng thì có thể là dán này các bác sẽ không nhìn thấy nữa, nhưng nhìn cái bên cạnh này các bác là cái phần da của nó vẫn còn này, chỉ hơi sần sần một tí thôi. Đấy các bác thấy không? Hơi sần sần một tí đấy. Ok. Kiểm tra gương xem nào. Cụp được không? Ok. Cụp rồi. Ok. Mở ra. Điều chỉnh. Điều chỉnh gương. Đây. Đưa ra, đưa vào, xuống, lên. Đưa ra, đưa vào, lên, xuống. Ok. Ra xem lại cái máy. Con này như chân máy chưa? Chân máy hơi rung. Cảm giác như là máy nó hơi rung. Không phải về tốc độ nó vẫn như vậy. Nó không bỏ ra. Đi đâu mình tắt mang hết cái cà lê nó rút cái đấy ra rút điện vào được. Tắt điều hòa phát này. Tắt điều hòa off. Tắt điều hòa thì nó êm hơn đúng không? Êm hơn. Nó lai thêm cái lốc điều hòa, cái vòng tua nó không đủ. Điều nóng lạnh có mát không? Có, điều hòa thì có mát. Có lạnh có nóng. Nóng thì chưa. Cho nó nổ tí nữa. Chuyển xuống chân. Ok, chiều nóng còn. Chiều lạnh thì quá mát. Rồi, ok, tạm thời nó là như này đã. Mỗi nhà có mỗi 2-3 xe. Thế đấy, con này mua mới hay mua lại? Mới à? Mua mới. Mua mới luôn á? Là mua cho nó à? Anh vẫn còn biếu thôi mà. Mang lại còn biếu nữa. Thế thì con này bán rẻ em hơn gì nữa. Không. Chơi vài không ngay. Không. Bây giờ con hai thằng nó lớn rồi. Thích thì anh bán này đi. Ừ. Cứ mà màu này anh tìm mãi được ấy. Màu này với bác có SH này có màu này luôn. À, cùng màu luôn. Cầm cầm cho em một tí cái máy quay này nó nóng quá sao á, đang quay được mấy phút thì bị tắt. À. Đây các bác này, ba cái có một con SH này, màu xanh tím than này. Đấy, xong rồi bác lại có con này cũng màu xanh tím than được mệnh. Con vai ớt để làm gì có màu tím than? Vai ớt bác màu gì? Đồng đồng. Màu đồng con hồng. Đấy là... Nếu mà mộc thì kỵ với màu bạc với cả màu đồng đấy nhá, màu đồng là màu ánh kim. Đấy để chị đi. À, đây còn con này là con xe của con trai, mua mới tinh. Nhà bác con này mới lấy anh. Đây là của bác xe. SH 4 xe. Vâng, em định em đi cái xe kia. Em lại đi cái xe này để đi về nhà bác chủ. Đấy. Để cho bác chủ xong rồi lại xem giấy tờ ấy các thứ được. Quay vào có được không? Máy móc thì được. Kính sau nó bị vỡ, chứ phải do đâm. Rồi, để đi đã. Bác này chuyên đồ, ôi quả âm ly gì mà trông nó ấy này. Đây là âm ly à? Âm ly hát karaoke à? Mình không biết dùng các thể loại.
bác chuyên bán đồ này, một góc nhỏ nhỏ này chuyên bán cái đồ này luôn. Đây bọn loa này khi nghe là hay này, là hàng bãi. Ơi nhìn âm ly này, nhìn em cảm giác em vặn cái núm này thấy nó sướng này. Đấy cái loa này bên này này, cái loa này giống là chú thế nào không giống gì à? Không phải đây. Các loại âm ly đủ thứ luôn. Rồi quay đấy. Đâu đấy, ít ra lộc nó phải lộc nó phải tạm tạm này, đủ xăng đổ về nhưng lộc em 50 em quên mặt anh luôn. Lộc 50 à, lộc 50 là ở đâu nhỉ, gặp ở đâu nhỉ? Có rồi, có một lần mua cái xe mấy trăm triệu lộc cho đúng 50.000 luôn. Sợ. À có một lần nữa là không lộc nhé. Có một lần 1.000 không lộc. 1.000 không lộc. Mua con bay ớt, mua con bay ớt. Nói ra như thế luôn. Sợ rồi. Mua mấy trăm triệu, 301. Cái gì có tên lộc bán nó may mắn. 301 mà nghĩ bảo cháu bảo chết dở, mình uống nước gọi là chén nước chè mà còn cân còn 500 một triệu mà đằng này mua xe mấy trăm triệu không lộc đúng 1.000 luôn, sợ. Bây giờ là đi về đến nhà là cỡ tầm hơn 3 tiếng. Đánh á? Vâng. Cái nhà 4 tiếng này. Ừ, đây là 1 tiếng. 3 tiếng rưỡi còn. Đi về đây Hà Nội mất. Con đi đường Hà Nội nhỉ? Đi đường Hà Nội, bắn đến Hà Nội, không xa sang lại lên cao tốc bắn lên. Không đi Nội Bài. Đến cao tốc Thái Nguyên luôn. Hạ Long thằng quay cháy 88 tí. Tối làm bữa hải sản. Tối làm bữa hải sản nữa. Ngủ rồi. Hôm qua ở trên rừng rồi. Trên rừng hôm nay là xuống biển. Mỗi tí ra cái đường bờ biển, quay cảnh bờ biển Vịnh Hạ Long một tí. Đấy, đi ra xong rồi đi đến cầu Bãi Cháy xong rồi lượn xuống. Cầu Bãi Cháy đây rồi còn đâu nữa, bây giờ mình chỉ đi dọc bờ biển đi ngược lên thôi. Dọc đây, bờ biển đây một tí rồi đây. Dọc bờ biển và ngược lại bên kia. Nếu muốn dọc thì phải đi hết đường này. Đúng, phải đi hết cua lên không lại đi vòng lại. Hiểu. Đi phát ra luôn, còn đây đi ra là hết đường luôn. Hiểu, hiểu, cháu hiểu mà. Là bắt đầu là mình đi hết cầu Bãi Cháy là vòng xuống dưới đằng cảng Cái Lân ấy, để vòng qua Vịnh Hạ Long. Nhưng mà đường đấy bây giờ cũng chả nhìn thấy cái gì đâu. Không nhìn thấy Vịnh nữa, nó lấp hết cả biển. Còn sao? Còn mấy còn bắn 3 đêm rồi. Từ đây về là xăng vẫn còn đi được 100 cây, chứ có bình xăng nữa là đổ được. Từ từ để em gọi cho cái bác ở Hải Phòng mà hôm qua bảo bán mắt ông bà. Vừa đi vừa gọi thôi. Đợi 2 phút. Kém chả hơn ra được. Không, 5 phút nữa. Bắt tay em ra xe trước. Đi vòng một vòng bãi biển đi xong rồi xem chỗ nào nó có cua ghẹ nó rẻ rồi mình mua. Mua đấy mình một mớ rồi chiều mang về đây ngồi giao lưu tí. Hả? Vâng. Đấy có lấy đồ trên xe nữa. Khổ quá, quay mặt chả được quay, quay mỗi cái chân. Quay đấy. Đấy, xem trên này còn cái đồ gì không? Làm vé tâm hơi mát xoa. Đây còn cái mũ mấy cái phong bì. À này, anh cầm cái ô này nữa này. Cái ô này là cái ô chắn nắng này. Ô chắn nắng. Đúng rồi. Đấy. Không khẩu trang hay gì nữa đây này. Ui trời ơi, cái này là cái gì ta, mũ à? Đây nhúp hết rồi nhá. Ô trong xe có tiền à? Đấy, tiền đấy. Tiền đấy. Tiền trả tiền. Hết đấy. Trả hết. Ôi, trả hết rồi. Tiền. Pink Ray Ban này. Pink xịn à? Hết rồi chú ạ. Hết rồi à? Vâng. Rồi. Đây để chụp cái ảnh nữa anh. Sao cái máy quay ghét thế, nó bị lỗi gì đấy. Chắc là pin cũng gì đấy. Pin vẫn còn. Thẻ vẫn còn. Đi con xanh mua con xanh.
Em đang di chuyển về, vừa qua chỗ đảo Tuần Châu, bên kia là đảo Tuần Châu kìa. Vừa qua cái ngã ba rẽ vào đảo Tuần Châu nhưng mà lại không quay lại, ai gọi điện nữa đây. Gọi liên tục các bác ạ, đau hết cả đầu. Tí nữa em về em trải nghiệm con này trên cao tốc, sau đó là em sẽ quay cho các bác xem con này chạy trên cao tốc tình hình nó thế nào nhá. Đấy, con Y30. Về đến cầu Bạch Đằng các bác ạ. Nhìn cái cầu lên cao chưa? Không biết là các bác có nhìn thấy không? Đấy, cầu Bạch Đằng. Bên kia là thành phố Hải Phòng. Đấy. Tí nữa lên cao tốc lên kia em bắn thử lên tầm 110, 120 xem thế nào. Đường này chỉ đi ở cái tầm 90-100 này thôi. Đấy. Chào các bác nhá. Em đang di chuyển trên cao tốc Hải Phòng Hà Nội. Hiện tại thì em đang chạy với tốc độ là xấp xỉ gọi là 120 km/h. Nhưng đấy em chỉ nhích ga lên một cái thôi là lên đến 120 km/h. Mà lên đến 120 km/h thì các bác để ý thấy là cái vô lăng này nó im không? Im phắc không? Do chạy tốc độ cao nên tay em vẫn phải cầm vào cái vô lăng nha các bác thông cảm. Thả ra cũng được thôi, thế nhưng mà về cơ bản thì vẫn phải cầm vào an toàn. Đấy. Thì con này phải nói là gầm bệ của nó thì còn quá là ok luôn. Đấy, không có cái gì phải bàn cả. Gần như không phải làm gì. Máy của nó thì gần như nguyên bản toàn bộ từ nắp dàn cò. Đấy. Cái capo thì gọi là bị móp móp một tí rồi, thấy sơn lại rồi, nhưng mà đấy không ảnh hưởng gì cả. Đấy không phải là do đâm, bởi vì kiểm tra rất kỹ rồi. Em nghĩ rằng là có cái gì đó rơi vào capo thôi. Sau đó là sơn lại, xước xác các thứ sơn lại thôi. Còn về phần nội thất các thứ ở bên trong thì phải nói là nó còn rất đẹp. Đây các bác nhìn này, có thể quay nó ngược sáng là anh em là hơi khó nhìn đúng không? Đây, nhìn này, nó gần như là nó còn rất là mới luôn nha. Đấy, một con xe hạng C như thế này. Đấy, giá tiền thì đâu đó chỉ bằng con Y10 tầm 2015, 2014. Mày tội gì mà phải đi cái con đấy nhỉ? Đi con hạng C này sướng. Con này thì về cơ bản thì nó là cái máy, chính là dòng máy của con xe hạng C là con Forte. Đấy, hoặc là con Avante. Thế cho nên là cái máy và độ lành của nó như nào là anh em biết rồi, độ ổn định của máy tất cả mọi thứ. Đấy. Rồi ok, bây giờ đã là mấy giờ nhỉ? Tầm 4 giờ rồi. Đấy, em di chuyển về Thái Nguyên cũng sẽ tầm phải gần 6 giờ tối. Đấy. Xin phép được kết thúc cái vlog đi mua xe tại đây. Vlog đi vào Thanh Hóa, mua xe thất bại và đi về mãi Hạ Long để có thể mua được con Y30 về cho các bác. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi clip nha.